Đây là khóa học online 100 cộng bài đọc từ vựng tiếng Anh chủ đề y tế sức khỏe chống liệt phần đọc hiểu Trung học phổ thông quốc gia của website Đông Thời là kênh YouTube bài giải đánh rồi.com. Nói là 100 cộng chứ thật ra sẽ gần cả 200 bài hoặc thậm chí là hơn, nhằm mục đích giúp cho bạn nâng cao vốn từ vựng tiếng Anh một cách vượt bậc theo từng chủ đề riêng biệt, đảm bảo tăng tối đa số lượng từ vựng quan trọng và cần thiết nhất cho phần thi viết từng bài đọc của bài thi đại học Trung học phổ thông quốc gia. Trong chuỗi video hơn 100 cộng bài đọc viết tin chống liệt phần đọc hiểu này, chỉ tập trung full vào các từ vựng tiếng Anh chủ đề y tế, từ vựng chủ đề sức khỏe, từ vựng tiếng Anh y tế kỹ thuật mới nhất và hay nhất dành cho học sinh lớp 10, 11, 12, 4 thi đại học Trung học phổ thông quốc gia. Và ngoài khóa học 100 cộng bài đọc từ vựng tiếng Anh của chủ đề y tế sức khỏe này, sẽ còn nhiều chuỗi series khóa học 100 cộng bài đọc tương tự tập trung đa dạng một chủ đề thông dụng nhất và quan trọng nhất của phần thi viết tin bài đọc của đề thi Trung học phổ thông quốc gia. Ví dụ như là từ vựng chủ đề học tập, từ vựng chủ đề khoa học, từ vựng chủ đề sức khỏe, từ vựng chủ đề kinh tế, từ vựng chủ đề môi trường, từ vựng chủ đề nông nghiệp, từ vựng chủ đề nghệ thuật, từ vựng chủ đề xã hội, từ vựng chủ đề cảm xúc, từ vựng chủ đề y tế, vân vân và mày mày. Hay nói cách khác, thầy có tham vọng muốn bao hết mọi khía cạnh từ vựng trong phần đọc hiểu này, giúp cho bạn lấy max điểm phần viết đi. Tóm lại, với những bạn chăm học và có ý thức cầu tiến, thì website Đồng Thời là kênh YouTube và giải đánh rồi.com này của thầy là có một kho tàng kiến thức phá hồn cho bạn đắm mình say sưa học tập trong đó. À, mà nói nghe nè, hiện tại thầy đã tạo được vài series 100 cộng bài đọc theo chủ đề riêng biệt kiểu như thế này rồi đó nha, trên kênh YouTube của thầy rồi đó. Bạn có thể vào trang chủ của kênh YouTube bài giải đánh rồi.com và tìm các danh sách phát bài học để học thêm nha. Chú ý nè, các bài đọc viết tin trên kênh YouTube bài giải đánh rồi.com của thầy sẽ không bao giờ bị trùng lặp nhau đâu. Dù các series khóa học 100 cộng bài đọc như thế này hay là khóa học bằng viết biệt lớn như là khóa học 365 bài đọc full bằng chủ đề luyện kỹ năng chống liệt tiếng Anh phần đọc hiểu Trung học phổ thông quốc gia cũng đều không bị trùng lặp bài đọc đâu nha. Mà giả sử như nếu như có trùng lặp vì nhiều bài quá mà, thì hãy inbox hay Facebook cho thầy. Các Facebook link thầy để trong phần mô tả đó, hoặc là comment lại ngay trên kênh YouTube bài giải rồi trong cơ mạng của thầy nha. Thầy sẽ update ngay bài học mới. Mọi thứ đều đã dọn sẵn cả rồi. Bây giờ mình chỉ cầm đũa muỗng lên mà ăn thôi nào. Ráng học tốt bạn nha. Hẹn gặp lại bạn sớm trong các video tiếp theo của thầy.